Bây giờ chúng ta sẽ đánh 7 cái diêm hồng. Trọng lượng ở đây là 5 kg. Chúng ta cho cá vào máy. Đối với cá diêm hồng thì chúng ta sẽ cài đặt thời gian lên là 60 giây và nhấn công tắc để cho máy chạy. Bốn mươi giây rồi. Như thế này đánh sạch chưa gì? Này là sạch được chưa? Sạch rồi đúng không? À. Nó hết nhớt luôn hả? Mấy ký vậy? Con này thì tầm 60 giây này. Cứ để 60 đi. Cá lóc anh cứ để 60 đi.